Bước qua năm mới, em xin chúc tất cả anh chị em ngành tóc nói riêng và tất cả những người mua bán hay kinh doanh nói chung trên toàn cả nước hết các bạn. Bước qua năm mới gặp nhiều may mắn cũng như là sức khỏe dồi dào, thành công trong cuộc sống. Đây hôm nay đến với tất cả mọi người một cái clip tóc rất là bình thường, rất là bình thường, không phay không gì hết, chỉ cắt bình thường lên thôi. Và những cái phút giây đầu của cái video các bạn thấy đó, thì cái dáng tóc này nó vậy. Cái thứ nhất là các bạn thấy nó có nhiều màu tóc trên một quả đầu ha, có nghĩa là do máu thôi, bạc, đen, rồi vàng, rồi gì tùm lum hết đây. Ủi với cái góc độ là ủi ủi không lắp cử và đóng lưỡi hoàn toàn này, các bạn thấy rất là rõ ha. Thì ăn thua mình canh thôi, các bạn ủi từ dưới chân nó sát hay nó xanh như thế nào đó thì nó sẽ dài lên, nó cũng sẽ mịn dài lên. Và cái phom đầu này nó cũng có một cái sọ khỉ hay sao các bạn cũng thấy đó. Thì thường thường á, là cái sọ khỉ này, một là cắt là hút nó, hai là cắt gùng dưới nó. Thì còn cái này về riêng như cái clip này các bạn thấy là cắt sẽ dưới cái phần sọ khỉ ha. Nếu mà mọi người làm nghề mà thấy khách hàng mà gặp sọ khỉ như thế này, thậm chí nhiều cái nó lớn hơn, nhưng mà này chỉ đại khái thôi, cái chất tóc này cũng nó cũng hơi bung này. Thì các bạn thấy là sẽ ủi dưới ha, dưới cái sọ khỉ. Rồi một chút đó thì mình dưới nó khoảng 1 hoặc 2 phân đi. Một chút cái phần đó là mình sẽ kề, mình phá cái ngấn đó. Thì các bạn nó sẽ che lại được cái sọ, nó sẽ giữ được cái độ thẩm mỹ cao hơn ha. Thường thường những cái người mà bị bạc sớm này, các bạn thấy thường thường là một á, đại đa số có phần lớn là nó sẽ bạc hai bên cái vành lỗ tai, nó bạc trước, trường hợp đó thấy rất là đa số luôn. Đây do cái máu thôi chứ không có gì. Một chút thì các bạn sẽ thấy cái tóc này nó có chỗ trắng, chỗ đen. Mình khi mà nhìn thoạt ngang thì mình sẽ cỡ nó không đều. Nhưng thực chất các bạn thấy quan sát cái những cái phút đầu đó thì các bạn thấy như mình nói, cái chất tóc này nó có nhiều màu đấy. Xong rồi cái lớp ở trên như mình nói hồi nãy, các bạn coi cái lược bản to ha, to hay nhỏ tùy, nhưng mà tốt nhất cái bản to thì nó sẽ an toàn hơn. Rồi mình sẽ phá cái ngấn này. Thì đặc biệt cái dòng tóc này giảm tỉa đến mức tối đa, đến mức thấp nhất này. Còn cái đường liên ở trên đó các bạn thấy chìa nó hơi cấn vô ha. Cái thứ nhất á là trước giờ nó như thế này, cái thứ hai là cái phần cái chỗ cái sái ở trên đỉnh đầu các bạn thấy là nó nằm ngay giữa. Đây thì cái phần này một chút mình nói sao ha. Nó ép xuống cho nó không có vuông, nó không có vuông tuyệt đối mà nó không có tròn, nó hơi bo bo thôi. Phá cái này là mình giữ được cái mình giấu được cái sọ như mình nói lúc đầu đây. Các bạn nhìn vô, giả sử mình cắt chỗ nào xong, các bạn nhìn trực tiếp, mình đứng mình trực tiếp mình nhìn vô, các bạn sẽ thấy nó đều. Nhưng mà với cái góc độ theo riêng mình thôi, các bạn muốn nó đều, nó thẳng hay nó dư, có nghe nó còn sót hay còn sót tóc, các bạn nhìn với cái góc độ là nhìn trực tiếp hay cái cạnh ngang, có nghĩa là cũng như hai cái bên cái mà bên bên lỗ tai, thí dụ gì dễ 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 hiểu nè. Có nghĩa mình đứng trực tiếp mình nhìn vô cái lỗ tai á, thì mình sẽ thấy nó đều, nhưng thực chất á,
nó sẽ còn một chút xíu gì đó gọi là vậy. Cái tốt nhất là bạn sẽ đứng trực tiếp ha, trực tiếp có nghĩa là mình sẽ nhìn theo cái góc thẳng, là mình đứng sẽ đối diện trực tiếp mặt đối mặt đây, giả là mình đứng từ ở sau ót mình nhìn tới thì cái như vậy các bạn, những cái phần tóc nào mà nó còn chìa nó dư ra các bạn thấy rất là rõ luôn. Còn nếu mình nhìn đập mắt vô luôn thì rất là khó để mà nhận xét được. Đây thì các bạn cắt thẳng hay không, các bạn nhìn cách đó thì nó chuẩn hơn. Cái đó riêng mình theo theo riêng cách mình thôi. Còn về cái răng lược, khi mà ủi cái lược bản to các bạn thấy lúc nào cũng vậy ha. Khi mà gạt vô rồi đó thì cất cất cái răng thẳng đứng lên, chứ không có mà chúi vô, tại vì chúi vô thì tóc nó sẽ, cái đồng đờ nó ăn tới đâu thì nó sẽ chuột vô tới đó, thì nó sẽ như thế nào mình không biết nói đấy. Còn phần cái viền bát cũng vậy nè, các bạn làm sao mà tạo làm sao cho có độ cong ngay cái góc mà có mình thấy cái góc cong đó. Đây còn riêng như cái phần mà cái viền tai, đối với những cái dòng tóc đại khái như thế này, đồng ý cái tóc này các bạn không phay không gì hết, nhưng mà những anh chị em nào mà mình cắt những cái kiểu như thế này mà mình cạo cái viền tai mà cạo tròn á, thì các bạn có thể thử một lần, mình không có cạo thử rồi mình ủi sát như các bạn mới vừa thấy đấy, thì cái đẹp nó các bạn sẽ phân biệt được hai cái nó như thế nào ha. Khi mình ủi sát cái chân chỗ viền tai đó thì ủi rồi bỏ đi, ủi cho sát vô thì cái độ mịn độ tự nhiên nó sẽ có hơn. Cái đó mình nói vậy không phải bắt buộc, ai cũng phải làm theo, cái viền tai không được cạo không phải ha, có nghĩa là các bạn cảm nhận thôi, mình có thể thử một lần rồi mình so ra cái nào được thì mình áp dụng thôi chứ không có gì. Còn một chút nữa thì cái phần ngay cái sái đó thì thường thường mình có coi một số cái hình ảnh cũng như một số đoạn video ngắn mà những anh chị em nào quan tâm đến cái kênh của mình đó, thì khi mà người ta cắt người ta gửi qua đó thì đại đa số người ta sẽ chải sượt lên hết, thì không phải tóc nào, các bạn biết không phải tóc nào chải sượt lên cũng được hết ha. Một chút các bạn sẽ thấy xử lý cái phần này nó như thế này. Cắt cái phần trên này khách hàng người ta thích nó bình dân đơn giản thôi, cắt ngắn gọn gàng lại ha. Nếu mà được thì tại vì có một số người, một số rất là ít thôi, tại vì thời buổi giờ các bạn biết nó rất là phát triển ha, chỉ xem clip thôi nhưng mà không có tìm hết được cái video. Những clip nào cần đó, thì mình có thể đăng ký cái kênh bằng cách các bạn gõ cái tên, Tuấn Khôi được rồi, không giấu ha, rồi mình sẽ gặp cái kênh của mình, rồi các bạn cứ cứ bấm vào cái kênh thì có chữ đăng ký đó, các bạn nhấn vào đó xong rồi nó hiện cái biểu tượng cái hình cái chuông ra đó. Các bạn chỉ cần nhấn vào cái chuông nữa và chọn tất cả rồi ok là được rồi, chỉ như vậy là đã một lượt sub, một lượt đăng ký là đã ủng hộ cho cái kênh của mình rất là cảm ơn ha. Giờ cái vấn đề đó là các bạn biết là tất cả những clip mình up lên thì những ai đăng ký nó sẽ nhận được thông báo liền, mình sẽ coi liền, mình không phải tìm kiếm cái gì hết. Rồi qua đây mình cũng cảm ơn trước ha các bạn. Cái phần máy các bạn biết, các bạn thấy đó, thì nó có một cái chỗ nó không đều, thì cái phần nào không đều đó mình chiết lên cho đều thôi. Và như mình nói đó thì khách hàng người ta thích đơn giản nên chỉ cắt ngắn gọn bình thường. Đây, cạo nó xong rồi.
Những cái clip sau là các bạn thấy trước khi mà xài gom hay là xài quát gì đó thì mình sẽ để cái chế độ tóc nó tự nhiên. Đây, chế độ khi mà tóc khô hoàn toàn mà cắt xong cạo hết rồi. Các bạn thấy nó tự nhiên, rất là tự nhiên. Khô đây, còn cái phần sấy trên này các bạn thấy nè. Gặp những trường hợp này thì các bạn khi mà dọn lên đó thì mình sẽ sượt tên trước luôn, không có sượt ra làm sao được, sượt ra làm sao nó không có đứng. Nó không đứng và bắt buộc nó sẽ bị dựng liền. Đây các bạn thấy khi mà xức quát vô đây cũng rất là đơn giản nè. Rồi, qua cái video này mình cũng cảm ơn tất cả anh chị em cũng như mọi người đã bỏ thời gian quan tâm hết cái clip này. Chúc tất cả mọi người luôn gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.